Xin chào cô bác chị bạn. Trước tiên Sơn cũng xin kính chúc cô bác anh chị và bạn sức khỏe giàu nang. Thì hôm nay Sơn làm cái món cơm chiên lạc vịt theo kiểu người Hoa. Đây mua được mớ lạc xưởng vịt, đây tôm khô với lại trứng hột vịt muối, hành với lại cải, bông cải ngọt là mình tước ra hết rồi, chút xíu nữa mình sắc hạt lựu. Bây giờ đều nếm nếm thường thôi, có cho dầu điều. Chảo là mình cho chút xíu dầu ăn vô cho tráng cái chảo, cái mình đổ phần dầu ăn ra. Hành tím với tỏi thơm, mình cho tôm vô mình xào. Tôm này mình cũng ngâm rồi, ngâm rửa nước tắm ấm. Rồi ít hột hạt nêm vô, ít hột ngọt vô. Cái lạc vịt thì mình cũng sắc hạt lựu luôn. Tỏi vàng mình cho cải vô. Cái cải này thì mình luộc cũng được, nhưng mà mình không thích luộc, mình thích xào cho nó đậm vị hơn chút. Cho tí hạt nêm, cho tí ngọt, mình xào cho chín luôn. Sao khô luôn, không có xài nước, cải vậy được rồi. Hộp vịt muối làm lấy trồng đỏ, mình bữa nay mình bóp, hồi nó bóp với cơm hết rồi, mình khỏi công mình tán ra, bóp nó đều thấm đều với cơm được. Để cho cho dầu điều vô, tiêu tiêu xay cho nó thơm, bột ngọt, chút hạt nêm, hầm. Rồi, tiếp tục trộn cho nó đều hết luôn. Cơm mà nó chưa đều hết rồi. Cái mấy cái này hồi sau mình cho vô thì cũng vậy, chắc là mình cho vô cho nó tiện, để mình trộn tay cho nó đều hơn. Vô chảo cái số lượng lớn này mình vô chảo mình cũng khó xào. Tiếp tiếp số lượng quá nhiều, làm số lượng nhiều thế này để mình cũng chia sẻ cho mấy đứa cháu rồi con anh em trong team ăn có lẽ luôn. Cái thau này rất là nhiều. Cái hành tím như tỏi thơm cho vô để mình coi được, xào được một lần thì xào không lấy, mình xào hai lần nhiều quá.
Mấy anh em mình xin kính chào bác chị bạn. Chào. Đây hôm nay thử mấy anh em ăn cơm thử cơm chiên lạp vịt thử bữa ha. Chắc lạp vịt. Lạp vịt. Lạp vịt của món ăn món cơm này là của người Hoa. Bữa nay về nước Hoa ăn lạp vịt. Em có tưởng tượng cái lạp vịt đó là cái gì không ha? Không. Giống giống như lạp xưởng vậy đó. Nhưng mà ruột vịt. Là ruột. À 2 kg 1. Hai ký hai. Ủa sao tôi có 2 kg 1 ta? Biết đâu em nhìn bán ăn dụng không? Không có ăn nha. 2 kg 1 50. Nè, nó cho ba đi. À, 2 kg 1 50. Thôi tính cho nó nôm na 1-200 gram cho nó tròn số ha. Mỗi anh em người tính ra ngồi người ăn 2 kg đi. Trang em thích trang gì em trang đi hả? Có nửa trăm gram là không ăn thôi đâu. Cũng đẹp trai chứ phải cho ảnh thêm 8 lạng. Ừ. Đó. Rồi chưa? Mấy anh em đồng ý hết rồi chưa? Số lượng nhiêu vậy là được không? Lụm. Ba. Ừ. Rồi ha, rồi lụm ha. À là tức là trai phải không? Trời á. Nhưng mà có cái là khó như thế này. 15 phút sao? Trời luôn. Không 15 phút khó ăn lắm nha. Thôi cho anh em 20 phút á. Tại vì cái là thịt này ăn thì nó ngon rất là ngon. Nó dai, nó giòn, nó ngon lắm. Nhưng mà ăn số lượng nhiều thứ này khô. Thôi 15 phút thử luôn đi. 15 phút phải không? Rồi tùy anh em luôn. 20 phút bị hoài cho nên 15 phút thử. 15 phút khởi mà không hết là mình không biết mãi nha, gắng chịu nha. Ừ, người ta chấp nhận người ta chơi. Rồi. Ta xin 15 phút làm ta quyết tâm ta chơi. Rồi, về nhất được 1 triệu, về nhì được 2 xị. Về ba thì khỏi tính. Về ba tại ăn dở quá gắng chịu. Được chưa? Hiểu ý hết phải không? Để 1 triệu 2. Đây đây. Bên này có anh ba chúng. Em chính em nó cố gắng. Nhưng mà cái này xích quan kia chúng anh lụm tay. Rồi để bên thứ hàng ha. Rồi để bên thứ hàng đi cho thằng dễ có động lực luôn. Thì thế này, anh ba chấp hai em nó 1 phút lên mà. Trời luôn. Trời luôn không ngại gì vậy phải không? Thôi khỏi chấp luôn. Thôi tung bàn luôn, không chấp luôn. Đâu. Không không chấp là trước vào cuộc chơi là biết thua, biết hai người thua. Thôi mình đứng kèo ra kèo là cho nó công bằng. Thứ nhất là công bằng, thứ hai là cho có hấp dẫn chút. Căng thì công bằng rồi đó. Hôm nay cũng không công bằng nữa. Rồi, ok, anh em đồng ý hết phải không? Rồi. 15 phút chuẩn bị, anh ba chờ 1 phút sau ha. Lần đầu. Sơn Sơn tổng mời cô ba chị bạn dùng cô với mấy anh em mình. Xin mời. Làm anh em hồi hộp quá. Và anh muốn 1 2 3. Ủa em ăn luôn hả? Ừ. Anh ba sau 1 phút sau anh ba mới được ăn. Để em chịu khó em chọn nó lên. Cái đồng hồ bất tiện quá. Vừa quá ok đó. Chuẩn bị anh ba 50 rồi đó. Ba, hai, một. Lộn anh ơi. Khô á. Làm cho một phít nước em để sẵn để anh chăm cho anh em. Đã, cái cơm không có khô nhưng mà có cái là có tôm khô nè, rồi cái lạc vịt đó nó cũng khô nữa, nó dai nó giòn, ăn hơi chậm đó, xiết mới kịp, xiết mà cái chỗ này là khó đen hết mới kịp. Cứ uống nước thoải mái, mình đứng mình chăm nước cho. Nghe cơm này hôm nay thử có làm khó được anh ba không? Rất là khó, khô. Mà chỉ, anh ba chỉ được 14 phút.
bỏ cho luôn đi, luôn bỏ cho luôn đi. Ăn gắm như cái muỗng á. Để mất thời gian quay qua quay lại kiếm ly nước lâu, bỏ cho lên lấy hình nền này. Cơm béo không ba? Béo em, cơm nó có trộn lòng đỏ trứng muối rồi đó, béo ngon quá. Thôi rồi, thôi rồi. Không, anh trả lời giùm ba. Ba nó gắt gọn, tóm gọn lên, cục nào bằng cục. Cái cơm này thì ăn thì ngon, rồi ăn ví dụ như mỗi người 2 kg này, ăn tầm dù mình ăn chừng nửa ký đi, mình ăn chừng 10 phút 15 phút rất là ngon, mà ăn 2 kg này chỉ có được 15 phút rất là căng. Này Tùng à, có tiến bộ Tùng, cố lên em. Để Úc hoài. Cái gì ở Tùng cũng giật mộng.
Nói ra kìa, anh bắt em ở ngay Tung. Cố lên Tung. Cố lên. Mình là bắt kèo Út, hôm nay mình bắt kèo Út với bà xã mình. Tung thắng đây anh thưởng cho anh cử cà phê đó Tung. Ừ, thích lợi tinh thần em đó. Ăn một tay còn một tay dính ly, sợ cái ly rớt cái gì hả? Vậy chúng có món hảo của bạn Tùng hay rồi. Này có tiếng bộ. Xíu ông ơi. Bạn bà nói cái dịch này nó sao ăn nó giòn giòn dai dai, con nhai lâu quá. Giờ làm kêu là ngon, không muốn nuốt. Nó lúa còn bay thế hằng Tung chắc có thể hôm nay về nhất rồi. Mình nhìn cái thời gian là biết là hôm nay Tung có tiến bộ. Lý do là thường ăn cơm khô thế này, cơm xào mà thường là ăn 14-15 phút trở lên, hôm nay Tung ăn hoàn thành là có 13 phút. Là hôm nay Tùng có tiến bộ. Còn đứa con chăm cho Thí Hằng miếng bạn Thành. Chuyện này nghe hết trong miệng mới tính tiền các bạn Tùng. Còn bài Thí Hằng, hai người. Tùng ngắn còn trong miệng. Chưa hoàn thành được. Rồi, bên... hôm nay làm như là chúng nghe món hảo của bạn chị Trâm rồi. Còn bài thế hàng đây. Wow. Ai sẽ là giành giải khuyến khích. Anh ba có cái chiều là nước rút hay lắm á hàng ơi. Xíu anh ơi, xíu thầy hàng ơi, hai anh em đều hoàn thành trước 15 phút luôn, quá hay luôn.
còn muốn vô leo. Còn miệng chưa chắc thắng anh ba đâu. Chưa chắc đâu. Anh ba cứ lúc gúc giọng giọt kìa, xuống lẹ. Rồi anh ba còn biết cà chua. Công nhận cái lạp vịt này ngon quá anh. Ngon hả? Ngon. Chưa ai nói chuyện được. chưa ăn. Anh ba có chiêu rồi nè. Lẹ ra coi. Dậm chân dậm cẳng. Nước cũng nước vô. Con bị. Hết rồi. Ủa ai hết trước? Đó, mới nuốt cơm á. Luôn bị lắm. Đó, cái này mình không biết lượng tính luôn. Đâu hoài luôn. Không, thôi bây giờ nè. Còn ớt à. Mình thôi, em trên ba về nhì. Thôi, hai anh em chụp mệt ha. Rồi, ok, phần thưởng hôm nay của chị chụp em. Lâu dữ rồi hết không? Em cái này là của giải nhì nè, đúng không? Giải nhì. Thôi bây giờ em gom cái giải nhì luôn rồi. Giờ hai người là giải điều phải không? Đây, hai người tờ này. Thay vì trong đó là có cái 200 ngàn. Nhưng mà em nếu mà ai về bác thì em sẽ tặng 100 ngàn với lại cái này 200 ngàn chứ. Với em tính cho người về nhì là thêm 100 ngàn là 300. Thì giờ hai người về nhì thì hai người tờ đó chia 2 phải không? Đúng rồi, còn này của em nhì 200 á, em 100, anh 100, còn anh cho là 300. Đúng rồi. Em 150, anh 150. Thôi anh lấy 200, em lấy 100. Tôi chia làm hai luôn. hai người bữa nay làm việc hai người gửi này giùm em giùm ha nghe. Rồi nổ rồi, đừng nổ hoài em. Đợi mai mốt. Bữa em gửi không à. Không, thằng lâu cũng tội nghiệp cho em đó cái. Trời ơi, bữa nay nhà chưa nắng hạn bữa nay luôn. Thông cảm cho em đó cái, lý do là Huy thắng đừng làm cũng mừng. Cố lên. Mừng với anh. Chiến sau là em có tương lai. Chúc mừng anh cố gắng như vậy. Nhưng mà đừng có nhậu nha, nhậu là không xong. Cho anh cái cảm nhận ăn cái món cơm chiên này nó sao thế anh? Nó có cái này nãy em ăn em để ý nè, có măng tây nè, trứng nè, cái phèo nó giòn giòn, măng nó ngọt, ngọt ha. Cơm thì nó bong ra nó có gì béo béo giống như có hột gà trứng đâu mà ăn cái, ngon, thơm đó, ngon. Cái đó không phải măng tây, cái đó là bông cải ngọt, bông của cây ngọt. Ok, em nói vậy cũng gần đúng rồi. Mấy anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác chị Vàng đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác chị Vàng sức khỏe và an toàn. Bye bye.